đền thờ Lê Hoàn ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Ngôi đền có phong cách kiến trúc hình chữ công, mái xối theo kiểu đền thờ truyền thống của người Việt Mường Cổ. Hệ vì kèo đặc trưng tạo nên sự liên kết vững chắc cho ngôi đền cùng những bức chạm chủng, chạm nổi, thể hiện tư duy thẩm mỹ cao của người xưa. Trải qua ba biến cố của lịch sử, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng ngôi đền vẫn giữ nguyên được kiến trúc cổ kính xưa. Hiện nay, đền thờ Lê Hoàn vẫn còn bảo tồn được nhiều tài liệu, hiện vật cổ như sắc phong, hoành phi, câu đối, tượng Pháp, đồ gốm sứ thời Lý, Trần. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ hai cổ vật mà người dân địa phương xem như báu vật. Đó là một đôi đũa thử độc của nhà vua và chiếc đĩa đá tương truyền do vua Tống tặng vua Lê. Đựng bằng xương, đựng đôi đũa. Cái này là đựng với chén. Đĩa ngọc có màu trong suốt và buổi tối đĩa có thể tự phát sáng. Trong lòng đĩa có in hai con triển của hai nước và dòng chữ Giang Nam nhất phiến tuyết, Trác khí vạn niên chân. Dịch là một phiến đá trắng ở Giang Nam, mài ngọt nên vật quý vạn năm. Do người dân không biết giá trị của đĩa nên để tàn hương rụng xuống, lâu năm nên bị xám lại. Còn đối với đôi đũa thử độc của vua, đũa được cất trong một hộp đũa riêng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Đôi đũa này tương truyền khi xưa, mỗi khi vua dùng bữa, đều được các cận thần dùng đũa gắp vào thức ăn. Nếu có độc, đầu đũa sẽ bị đen lại ngay lập tức. Theo người dân địa phương, trước kia những báu vật này được trưng bày trong đền thờ. Nhưng khoảng 20 năm trước, lo ngại việc báu vật bị lấy cắp, người dân đã mua két sắt và đưa những đồ vật này về nhà dân quản lý. Hiện nhiều nhà khoa học đã về đây tìm hiểu, nghiên cứu về các cổ vật này.